Nam Anh tung bộ ảnh mới đầy gợi cảm. Vài ngày sau khi thông tin Nam Anh dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021 được tiết lộ, Nam Anh đã tung bộ ảnh mới đầy gợi cảm. Trong bộ ảnh vừa trình làng, Nam Anh khai thác tối đa lợi thế về vóc dáng của mình với chiều cao 1m75 cùng với thân hình cân đối. Cô được đánh giá sở hữu nhan sắc 19-10 so với em gái nam em. Nam Anh đã từng đăng quang cuộc thi Người mẫu thời trang Việt Nam năm 2018. Cô tham gia The Face và lọt vào top 10 chung cuộc. Người đẹp còn thử sức ở nhiều vai trò khác nhau như diễn viên, người mẫu bên cạnh công việc là kinh doanh. Nam Anh là người đẹp đầu tiên được xác nhận là tham gia đấu trường nhan sắc Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Ngay khi fanpage của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam công bố thì chị gái nam em nhận được sự ủng hộ vô cùng lớn từ người hâm mộ. Nhiều người khen ngợi vẻ đẹp xinh xắn của Nam Anh, đồng thời cũng đặt cược thứ hạng cao cho cô tại đấu trường nhan sắc. Mỹ nhân gốc Tiền Giang tâm sự, khi xác định tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021, cô hiểu rõ đây là cuộc chiến khốc liệt với nhiều cô gái xinh đẹp và tài năng, mạnh mẽ. Bản thân Lệ Nam không đặt ra mục tiêu phải giành vương niệm hay một vị trí cao mà chỉ mong muốn cố gắng vượt lên chính mình. Nói về quyết định tham gia tranh tài thì Lệ Nam khẳng định sau 5 năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn cảm thấy bản thân chưa có sự bứt phá và vẫn còn là cái bóng quá lớn của em gái song sinh. Những thành công, va vấp rồi đứng dậy mạnh mẽ của em gái tôi đã cho tôi động lực và quyết tâm đến với cuộc thi này, cô tâm sự. Bên cạnh đó, cô muốn đến với cuộc thi để góp tiếng nói sức mạnh của một người song tính, có sự nhạy cảm của một người con gái và chút mạnh mẽ trong con người mình. Một đại diện cho thế hệ Gen Y dám nói lên suy nghĩ, thừa nhận cảm xúc con tim mình, đấu tranh cho những điều chân thành, dù khó được chấp nhận trong thời gian ngắn. Chị gái nam em chia sẻ. Trước đó thì nam em cũng đã từng xác nhận sẽ trở lại sân chơi Hoa hậu Hoàn vũ 2021. Điều đó khiến cho nhiều người cho rằng cặp chị em song sinh sẽ đối đầu tại đấu trường. Khi được hỏi nếu giám khảo bắt phải lựa chọn giữa mình và em gái, Lệ Nam thẳng thắn. Đã là một cuộc thi, ai cũng sẽ cố gắng và muốn giành chiến thắng. Tất nhiên, tôi vẫn yêu thương và ủng hộ em gái. Nhưng trong cuộc đua, cả tôi và nam em đều quyết liệt đến cùng. Tôi cũng tin ban giám khảo là những người công tâm sẽ tìm được cô gái xứng đáng và tôi tôn trọng mọi quyết định của ban giám khảo. Khi hình ảnh của Nam Anh xuất hiện trên fanpage chính thức, nhiều người ủng hộ song cũng có những ý kiến cho rằng chị em cô ghi danh để đi thi là để đánh bóng tên tuổi. Nói về điều này, Chân Dài cho rằng có nhiều cách để đánh bóng tên tuổi, nếu chọn cách này thì có hơi đánh đổi quá không? Vì tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam là tôi phải tập luyện, trau dồi mọi thứ, tư thể hình, phong cách, khả năng ứng xử và các hoạt động thiện nguyện. Với một khối lượng công việc lớn và nội dung phải đầu tư như vậy, mục tiêu của tôi phải lớn hơn chuyện đến đây chỉ là để gây chú ý. Lệ Nam ấp ủ sẽ có một ngôi trường để là nơi cô có thể đưa các em nhỏ bị bỏ rơi, bị bóc lột, bị bạo hành đến đó học. Chân Dài cũng muốn có một quỹ thiện nguyện, nơi mà mọi tài sản của cô đóng góp được sẽ tích lũy và duy trì. Để làm được điều đó, ứng viên sinh năm 1996 tự nhủ phải cải thiện được chính mình, ý thức được trách nhiệm và giữ gìn đức hạnh, phát huy mọi tiềm lực từ bản thân. Mỹ nhân gốc Tiền Giang chia sẻ, tôi xin nguyện thề bằng tất cả sức khỏe, lý trí và trái tim tôi sẽ cố gắng hết sức mình tới giây phút cuối cùng. Kể từ hôm nay, tôi xin được nguyện ăn chay trọn kiếp. Mới đây, Nam Anh chia sẻ trên trang cá nhân của mình. Lại có cơ hội cho Lệ Nam và Nhất Tâm quay lại mái ấm Phật Minh Bến Tre. Các em ở đây, dù tuổi thơ không trọn vẹn như các em bé khác, nhưng vẫn rất ngoan và hoạt bát. Mong rằng những khó khăn này sẽ giúp cho các con có nghị lực mạnh mẽ hơn trên đường đời. Chỉ xin các bậc phụ huynh đừng vì phút cảm xúc ích kỷ của bản thân mà bỏ rơi con mình rồi đổ lỗi cho hoàn cảnh. Tuy rằng không được nhận tình yêu thương từ cha mẹ như các bạn cùng trang lứa,
nhưng các con vẫn còn tình yêu thương và sự giúp đỡ từ cộng đồng. Mong rằng những điều tốt đẹp sẽ luôn lan tỏa vì một xã hội văn minh, tương lai tươi đẹp của các lớp trẻ thế hệ mai sau. Lệ Nam tin vào các em sẽ là những bông hoa đẹp nhất lan tỏa tình người, những giá trị đẹp cho xã hội. Cảm ơn tất cả các nhà hảo tâm đã cùng tài trợ. Mái ấm Phật Minh, Bến Tre là nơi mà Nam Anh thường xuyên hỗ trợ cho các trẻ mồ côi ở đây có cuộc sống tốt hơn. Trước tấm lòng thiện nguyện của Nam Anh, Phan chia sẻ: cảm ơn những hành trình mà Nam Anh đã đồng hành cùng với Nhất Tâm, cùng nhau lan tỏa yêu thương và chia sẻ hạnh phúc nhỏ nhoi cho xã hội. Mãi yêu Nam Anh đã dành điều đặc biệt cho Nhất Tâm và cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Ôi cô bé làm cảm động quá, cả gia đình em đều có tâm hồn đẹp thánh thiện. Chúc hai chị em cùng nắm tay nhau tỏa sáng tại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam và gặp may mắn nhé. Hoạt động đầy ý nghĩa, chia sẻ đầy ý nghĩa. Yêu thương là cho đi, là yêu thương sẽ còn giữ mãi, thật là ý nghĩa. Chúc Nam Anh và Nam Em luôn thành công trong cuộc sống. Cảm ơn tấm lòng nhân ái của Lệ Nam. Phát tâm đi chùa, cho tâm thanh tịnh, cho đời bình an, cho con ma con quỷ nó bớt làm phiền em nhé, thương em. Vừa qua ngày 21 tháng 3 thì Nam Anh cùng với đội công tác xã hội Nhất Tâm đã thực hiện chương trình Nụ cười yêu thương 2021 lần thứ 137. Đoàn thiện nguyện đã về phát quà từ thiện tại chùa Phật Minh, Bến Tre. Chùa Phật Minh thì hiện đang nuôi dưỡng hơn 80 trẻ nhỏ, trong đó có tới 50% các em mồ côi cha mẹ. Số còn lại là các em con của gia đình hoàn cảnh có đặc biệt khó khăn, ba mẹ phải gửi vào chùa. Có không ít trường hợp, cha mẹ mang đến cổng chùa bỏ lúc các em chỉ có 1-2 ngày tuổi. Một số bé thì được người dân đưa từ bệnh viện về chùa khi cha mẹ các bé vì lý do nào đó mà đã bỏ lại con. Các con ở đây được ni trụ trì và các ni cô nuôi dưỡng, cho đi học văn hóa như những đứa trẻ khác. Điều kiện sống của các bé cũng rất là khó khăn. Gần đây thấy hoàn cảnh chỗ các bé quá khó khăn, có một mạnh thường quân đã đến liên hệ với nhà chùa để xây dựng dãy nhà cho các bé được khang trang hơn, nên các con cũng được giải quyết bớt khó khăn về chỗ ở. Các con ở đây rất ngoan ngoãn, có những đứa trẻ lớn lên từ đây đã đi học đại học và sau này ra trường có ngành nghề, quay trở lại để giúp đỡ các em trong chùa cùng với ni trụ trì. Một số ni thì tiếp tục về chùa tu phụ ni trụ trì và trong sự nghiệp trồng người, chăm sóc những đứa trẻ mồ côi nơi đây khôn lớn. Hiện tại thì các bé cũng rất thiếu thốn và cần sự hỗ trợ, sữa, gạo, tã bỉm với các bé nhỏ dưới 1 tuổi, đồ chơi cho các bé ở tuổi mẫu giáo và sách truyện cho các lứa tuổi mẫu giáo cấp 1, cấp 2. Thương người như thể thương thân. Cuộc đời luôn tươi đẹp khi có những tấm lòng nhân hậu luôn yêu thương và chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ nhau trong cuộc sống. Rất trân trọng, chúc hành trình nụ cười yêu thương tràn đầy nụ cười và hạnh phúc.